Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình đang đi làm trực tiếp các bạn nhé, làm chương trình phát thanh trực tiếp các bạn này. Đây, các bạn thấy không? Đây là hệ thống anten các bạn nhé. Hệ thống anten mình phát trực tiếp các bạn này. Đó. Đây, nó đây. Đây là anten. Từ cái dàn anten này nè, dây xuống đây. Đó, đi vào đây. Đây là mình phát. Đó, cái máy phát sóng này thì nó phát tần số là 106 này và công suất của nó chỉ có 30W thôi các bạn thấy không? Đây, kỹ thuật viên đang điều khiển âm thanh đây. Đó, đây là cái dây mà kết nối từ máy phát sóng đài anten này. Ở nhà sẽ có một hệ thống thu cái sóng này. Đây, nó đây. Đó, đây đang ở nhà mình này. Các bạn thấy không? Cái đầu thu này đang thu 6FM 106 của cái máy 3W vừa nãy. Đó, nó thu này. Nó thu sóng xong bắt đầu là nó sẽ qua một cái bảng mixer. Qua bảng mixer. Đó, đây cái bảng mixer này các bạn thấy không? Đang thu cái tín hiệu của FM, tín hiệu FM. Thu vào đây. Xong đó nó phát ra sóng 98 với công suất là 507W các bạn thấy chưa? Đó. 507 quá. Với công suất này thì đi xa khoảng độ được 40 đến 50 cây số các bạn. Còn bây giờ thì mình đang điều khiển máy các bạn thấy đó. Mình vừa quay vừa điều khiển thiết bị. Đây là bảng mixer các bạn nhé. Bây giờ lĩnh vực nông nghiệp thì một số đại biểu quan. Bây giờ lĩnh vực giáo dục thì báo cáo đồng chí thì đồng chí trưởng phòng giáo dục đã nói rồi thì bây giờ đã phúc kê thực tế cái vấn đề là gì cho gần. Đây là cái mixer Yamaha MG16X của các bạn. Đó, đây là quá trình mình làm phát thanh trực tiếp các bạn nhé. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Rồi, bye bye. Hẹn các bạn ở những clip sau.